Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả vô minh cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử, sầu than khổ yêu não cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có vô minh, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả vô minh cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả A Dụ Ha, Niết Dụ Ha cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả quán bất tịnh cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có A Dụ Ha, Niết Dụ Ha, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có quán bất tịnh, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả A Dụ Ha, Niết Dụ Ha cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả quán bất tịnh cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả sơ thiền cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có sơ thiền, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả sơ thiền cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả từ vô lượng cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả bi hỷ xả vô lượng cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có từ vô lượng có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có bi hỷ xả vô lượng có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả từ vô lượng cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả bi hỷ xả vô lượng cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả định không vô biên xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có định không vô biên xứ có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả định không vô biên xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tùy niệm Phật
Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm có phương tiện, tùy niệm không phương tiện, tùy niệm tịch tịnh, tùy niệm hơi thở ngưng lại vào ra. Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có sự tùy niệm Phật, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có sự tùy niệm pháp cho đến tùy niệm hơi thở ngưng lại vào ra, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tùy niệm Phật, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tùy niệm pháp cho đến tùy niệm hơi thở ngưng lại vào ra, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tưởng vô thường? Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tưởng vô thường khổ, tưởng vô ngã khổ, tưởng bất tịnh, tưởng chán ăn, tưởng tất cả thế gian chẳng đáng ưa thích, tưởng chết, tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt. Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tưởng vô thường, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tưởng khổ vô thường cho đến tưởng diệt, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tưởng vô thường, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tưởng khổ vô thường cho đến tưởng diệt, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tưởng ngã? Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tưởng hữu tình, tưởng dòng sinh mạng, tưởng khả năng sanh khởi, tưởng khả năng dưỡng dục, tưởng sự trưởng thành, tưởng chủ thể luân hồi, tưởng ý sanh, tưởng nho đồng, tưởng khả năng làm việc, tưởng khả năng thọ quả báo, tưởng khả năng khiến người thọ quả báo, tưởng cái biết, tưởng khả năng khiến người biết, tưởng cái thấy, tưởng khả năng khiến người thấy. Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tưởng ngã, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tưởng hữu tình cho đến tưởng khả năng khiến người thấy, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tưởng ngã, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tưởng hữu tình cho đến tưởng khiến người thấy, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tưởng thường? Chẳng phải thường, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tưởng lạc chẳng phải lạc, tưởng ngã chẳng phải ngã, tưởng tịnh chẳng phải tịnh, tưởng viễn ly chẳng phải viễn ly, tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh. Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tưởng thường chẳng phải thường, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tưởng lạc chẳng phải lạc, cho đến tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tưởng thường chẳng phải thường, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tưởng lạc chẳng phải lạc, cho đến tưởng tịch tịnh chẳng phải tịch tịnh, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả bốn niệm trụ? Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy:
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có bốn niệm chủ, có giả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, có giả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bốn niệm trụ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả pháp môn giải thoát không? Cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có pháp môn giải thoát không, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả pháp môn giải thoát không, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tám giải thoát, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tám giải thoát, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tám giải thoát, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tam ma địa có tầm có từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tam ma địa có tầm có từ, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tam ma địa có tầm có từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tam ma địa không tầm chỉ có từ, tam ma địa không tầm không từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả thánh đế khổ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả thánh đế tập diệt đạo, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có thánh đế khổ, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có thánh đế tập diệt đạo, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả thánh đế khổ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả thánh đế tập diệt đạo, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả khổ trí, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tập trí, diệt trí, đạo trí, tận trí, vô sanh trí, pháp trí, loại trí, thế tục trí, tha tâm trí, như thật trí, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy,
Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có khổ trí, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có tập trí cho đến như thật trí, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả khổ trí, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tập trí cho đến như thật trí, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả bố thí Ba La Mật Đa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có bố thí Ba La Mật Đa, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bố thí Ba La Mật Đa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả tịnh giới cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả pháp không nội, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có pháp không nội, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả pháp không nội, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả bậc cực hỷ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có bậc cực hỷ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả bậc cực hỷ, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả năm loại mắt, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả sáu phép thần thông, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, nếu nghĩ có năm loại mắt, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu nghĩ có sáu phép thần thông, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả năm loại mắt, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu xả sáu phép thần thông, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả mười lực Phật, cũng xả sự tu này là tu Bát Nhã Ba La Mật Đa,
tu giả bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Cũng giả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có 10 lực Phật có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả 10 lực Phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả đại từ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả đại bi đại hỷ đại xả cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có đại từ có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có đại bi đại hỷ đại xả có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả đại từ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả đại bi đại hỷ đại xả cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả pháp không quên mất cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tánh luôn luôn xả cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có pháp không quên mất có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tánh luôn luôn xả có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả pháp không quên mất cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tánh luôn luôn xả cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tất cả pháp môn tam ma địa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tất cả pháp môn đà la ni cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tất cả pháp môn tam ma địa có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tất cả pháp môn đà la ni có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tất cả pháp môn tam ma địa cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả tất cả pháp môn đà la ni cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả trí nhất thiết cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có trí nhất thiết có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có trí đạo tướng trí nhất thiết tướng có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả trí nhất thiết cũng xả sự tu này đã tu bát nhã ba la mật đa, tu xả trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng xả sự tu này đã tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả quả dự lưu cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa?
Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có quả dự lưu, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có quả nhất lai bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả quả dự lưu cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả tất cả hạnh Đại Bồ Tát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tất cả hạnh Đại Bồ Tát có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả tất cả hạnh Đại Bồ Tát cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả trí nhất thiết trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có trí nhất thiết trí có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có tất cả tập khí phiền não tương tục và nghĩ có sự vĩnh viễn đoạn trừ tất cả tập khí phiền não tương tục có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả trí nhất thiết trí cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả sự đoạn trừ vĩnh viễn tất cả tập khí phiền não tương tục cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả cảnh giới hữu vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả cảnh giới vô vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có cảnh giới hữu vi có xả sự tu này thì chẳng phải là tu bát nhã ba la mật đa, nếu nghĩ có cảnh giới vô vi có xả sự tu này thì chẳng phải là tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát tu xả cảnh giới hữu vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả cảnh giới vô vi cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Lại nữa thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng nếu tu bố thí cho đến bát nhã chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã giờ. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa? Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng nếu tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo? Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể an trụ pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không dốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn,
Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng, nếu an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh, chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã dở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể an trụ chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng, nếu an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu thù thắng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu thù thắng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu tất cả pháp môn tam ma địa, tất cả pháp môn đà la ni. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu năm lại mắt, sáu phép thần thông. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu năm lại mắt, sáu phép thần thông. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở.
do sự chấp này mà trước vào nhị biên. Vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng, nhất định chẳng có thể tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn, thì làm thế nào có thể như thật tu trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cái gì là hữu, cái gì chẳng phải là hữu? Phật dạy: Này thiện hiện, nhị là hữu, bất nhị chẳng phải hữu. Bạch Thế Tôn: Thế nào là nhị, thế nào là bất nhị? Này thiện hiện, tưởng sắc là nhị, tưởng sắc không là bất nhị. Tưởng thọ tưởng hành thức là nhị, tưởng thọ tưởng hành thức không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng nhãn xứ là nhị, tưởng nhãn xứ không là bất nhị. Tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ là nhị, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng sắc xứ là nhị, tưởng sắc xứ không là bất nhị. Tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ là nhị, tưởng thanh hương vị xúc pháp xứ không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng nhãn giới là nhị, tưởng nhãn giới không là bất nhị. Tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới là nhị, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng sắc giới là nhị, tưởng sắc giới không là bất nhị. Tưởng thanh hương vị xúc pháp giới là nhị, tưởng thanh hương vị xúc pháp giới không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng nhãn thức giới là nhị, tưởng nhãn thức giới không là bất nhị. Tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới là nhị, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng nhãn xúc là nhị, tưởng nhãn xúc không là bất nhị. Tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc là nhị, tưởng nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là nhị, tưởng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không là bất nhị. Tưởng các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra là nhị, tưởng các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng địa giới là nhị, tưởng địa giới không là bất nhị. Tưởng thủy hỏa phong không thức giới là nhị, tưởng thủy hỏa phong không thức giới không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng nhân duyên là nhị, tưởng nhân duyên không là bất nhị. Tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên là nhị, tưởng đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng vô minh là nhị, tưởng vô minh không là bất nhị. Tưởng hành thức danh sắc lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu, sanh lão tử sầu than khổ yêu não là nhị. Tưởng hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng bố thí ba la mật đa là nhị, tưởng bố thí ba la mật đa không là bất nhị. Tưởng tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là nhị, tưởng tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa không là bất nhị. Này thiện hiện,
Tưởng pháp không nội là nhị, tưởng pháp không nội không là bất nhị. Tưởng pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh là nhị. Tưởng pháp không ngoại, cho đến pháp không không tánh tự tánh không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng bốn niệm trụ là nhị, tưởng bốn niệm trụ không là bất nhị. Tưởng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo là nhị. Tưởng bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng thánh đế khổ là nhị, tưởng thánh đế khổ không là bất nhị. Tưởng thánh đế tập diệt đạo là nhị, tưởng thánh đế tập diệt đạo không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng bốn tịnh lự là nhị, tưởng bốn tịnh lự không là bất nhị. Tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc là nhị, tưởng bốn vô lượng, bốn định vô sắc không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng tám giải thoát là nhị, tưởng tám giải thoát không là bất nhị. Tưởng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ là nhị. Tưởng tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng tất cả pháp môn tam ma địa là nhị, tưởng tất cả pháp môn tam ma địa không là bất nhị. Tưởng tất cả pháp môn đà la ni là nhị, tưởng tất cả pháp môn đà la ni không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng pháp môn giải thoát không là nhị, tưởng pháp môn giải thoát không không là bất nhị. Tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là nhị, tưởng pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng bậc cực hỷ là nhị, tưởng bậc cực hỷ không là bất nhị. Tưởng bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân là nhị. Tưởng bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng năm loại mắt là nhị, tưởng năm loại mắt không là bất nhị. Tưởng sáu phép thần thông là nhị, tưởng sáu phép thần thông không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng mười lực Phật là nhị, tưởng mười lực Phật không là bất nhị. Tưởng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng là nhị. Tưởng bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng đại từ là nhị, tưởng đại từ không là bất nhị. Tưởng đại bi, đại hỷ, đại xả là nhị, tưởng đại bi, đại hỷ, đại xả không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng pháp không quên mất là nhị, tưởng pháp không quên mất không là bất nhị. Tưởng tánh luôn luôn xả là nhị, tưởng tánh luôn luôn xả không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng trí nhất thiết là nhị, tưởng trí nhất thiết không là bất nhị. Tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng là nhị, tưởng trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng dự lưu là nhị, tưởng dự lưu không là bất nhị. Tưởng nhất lai bất hoàn a la hán độc giác là nhị, tưởng nhất lai bất hoàn a la hán độc giác không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng quả dự lưu là nhị, tưởng quả dự lưu không là bất nhị. Tưởng quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác là nhị, tưởng quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng đại bồ tát là nhị, tưởng đại bồ tát không là bất nhị. Tưởng như lai ứng chánh đẳng giác là nhị, tưởng như lai ứng chánh đẳng giác không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng hạnh đại bồ tát là nhị, tưởng hạnh đại bồ tát không là bất nhị. Tưởng quả vị giác ngộ cao tột là nhị, tưởng quả vị giác ngộ cao tột không là bất nhị. Này thiện hiện, tưởng cảnh giới hữu vi là nhị, tưởng cảnh giới hữu vi không là bất nhị. Tưởng cảnh giới vô vi là nhị, tưởng cảnh giới vô vi không là bất nhị. Này thiện hiện, cho đến tất cả tưởng đều là nhị, cho đến tất cả nhị là hữu, cho đến tất cả hữu đều là sanh tử, hễ có sanh tử thì chẳng có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than khổ ưu não. Này thiện hiện, các tưởng không đều là vô nhị, các cái vô nhị đều là phi hữu, các cái phi hữu đều vô sanh tử. Cái vô sanh tử thì có thể giải thoát sanh lão bệnh tử, sầu than khổ ưu não. Hết quyển thứ 371.